Vâng, lại là tôi đây. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục hướng dẫn Warframe. Như đã hứa thì video hướng dẫn Warframe lần này sẽ là về Excalibur, gương mặt đại diện của DE, một trong ba Warframe khởi đầu của game và là Warframe có nhiều skin nhất game. Hiện tại Excalibur có 3 phiên bản. SK thường, các bạn có thể chọn ngay phần đầu game hoặc farm từ Lake Skrill trên Mars. Excalibur Prime, đây là bản limited chỉ có thể nhận được thông qua gói founder mở khi mới ra game, AK 8 năm về trước. Và không có cách nào cho các bạn nhận lại con hàng này trừ khi mua tài khoản founder giá cỡ khoảng vài trăm Mỹ Kim. Oh my God. Excalibur Umbra, đây là một sản phẩm thay thế cho gói founder của server China khi mới mở, và nó đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ các bố lão founder trên toàn thế giới. Tuy nhiên thì cái server này toang nhanh như Sài Gòn mùa dịch. Sau vụ đó thì DE nhặt lại cái model này, nhắt nó vào global server của chúng ta. Thế là chúng ta có cái quest The Sacrifice. Hoàn thành quest này và bạn sẽ bị con hàng này bóp cổ. Cốt truyện của Warframe rất hay và hoành tráng, cho nên tôi sẽ không spoil cái quest này ra ở đây. Các bạn hãy tự chơi để có những trải nghiệm trực tiếp nhất. Bi động tăng 10% dam và attack speed đối với những melee có dạng kiếm. Thì đương nhiên rồi, nghe tên thì đã biết con hàng này thuộc dạng melee, không phải nói nhiều. Tuy nhiên 10% thì không nhiều lắm, nên nó không quá quan trọng. Bi động riêng của Umbra, khi bạn biến về dạng Operator, SK Umbra vẫn hoạt động như một con Spectre đi theo bạn. Với lượng đam và máu giữ nguyên, nó sẽ không tốn đạn hay energy khi ở trạng thái tự động, tuy nhiên vẫn có thể mất máu, và khi hết máu sẽ đứng yên tại chỗ. Các bạn có thể tận dụng nó để làm trụ trong Index, khá là hiệu quả. Chiêu số 1, Slash Dash, lướt về phía trước hoặc vào kẻ địch nếu ở gần, gây đam làm ngã kẻ địch và khiến cho SK không nhận đam vào máu trong lúc lướt. Nên nhớ là không nhận đam vào máu, bạn vẫn sẽ ăn đam vào siêu như bình thường. Chiêu này chúng ta chỉ dùng như một cách di chuyển nhanh thôi. Tuy là nó có tăng đam theo mod của cây melee bạn đang đeo, nhưng đam của nó rất bé, không gây crit và status, nên việc build melee làm stat stick cho chiêu này là hoàn toàn không cần thiết. Ok, Omen chiêu này sẽ tăng melee combo của bạn lên 4 điểm mỗi target bạn chém trúng. Tôi nghĩ là các bạn chém thường còn nhanh hơn đấy, nên cái Omen này khá là vô dụng. Chiêu số 2, Radio Blind hoặc Radio Hound với Umbra. Giơ cái đèn flash lên và làm choáng kẻ địch. Những kẻ địch bị choáng có thể bị finisher và sẽ bị ăn stealth dam bonus. Chiêu này trước kia khá là bá, tuy nhiên đã bị nớp một chút là khi kẻ địch bị block tầm nhìn về phía bạn sẽ không có tác dụng. Omen của chiêu này sẽ làm kẻ địch đang bị mù ăn thêm 300% stealth dam. Chiêu số 3, Radio Javelin. Tạo ra những thanh kiếm chọc vào đầu 12 kẻ địch, gây đam và làm choáng. Chiêu này thì đam khá là bé, chỉ có tác dụng làm choáng thôi. Omen chiêu này sẽ tăng đam melee cho bạn với mỗi kẻ địch trúng chiêu. Chiêu số 4, Exalted Blade. Rút ra một cây kiếm năng lượng. Cây kiếm này có thể mod và có kiểu đánh riêng, đồng thời phóng ra kiếm khí mỗi lần chém. Khi bạn bật 4, Excalibur vẫn có thể dùng súng như bình thường. Chiêu số 1 cũng sẽ phóng ra kiếm khí, đồng thời bạn sẽ thả ra một cái mù mini mỗi lần slide attack với khoảng cách và thời gian làm mù ngắn hơn. Omen của chiêu này sẽ tăng status chance và đổi đam của cây kiếm thành một nguyên tố duy nhất, phụ thuộc vào màu energy của bạn. Ở đây tôi sẽ dùng XK Umbra, đơn giản là vì nó có sẵn 3 dấu Umbra. Các bạn có thể lấy con này ngay từ tầm R6 mà R7 gì đấy nên không phải lo. Chúng ta sẽ build theo từng mức độ từ thấp lên cao tùy thuộc vào mục đích sử dụng của các bạn.
Aura đương nhiên là Steel Charge rồi. 3 mod Umbra cho bạn máu, armor và strength. Chúng ta sẽ mắc FP với Streamline và Fleeting. Bù Duration với Continuity. Chromatic Blade và chọn màu Emissive lửa. Slot cuối có thể gắn Flow hoặc thêm tí Strength tùy. Với cây kiếm chúng ta sẽ gắn 2 mod Sacrifice, 2 mod Crit Dam và Berserker. Cho thêm điện và độc để thành Corrosive. Slot cuối có thể gắn Healing Return nếu có hoặc thêm Dam Corrosive. Kiểu build này thì lượng Dam gây ra phụ thuộc hoàn toàn vào chiêu 4. Và thủ thuộc dạng yếu, cho nên đi Steel Path sẽ rất là chật vật. Nhưng ngoài Steel Path ra thì chém được hết. Bắt đầu đầu tư hơn một chút nhé. Bỏ Fleeting để tăng range, bỏ Continuity để thêm Adaptation. Vừa có thêm một tầng giảm Dam, vừa tận dụng được chiêu 2 hiệu quả hơn. Nhược điểm của con SK này là không hồi Energy thụ động được. Cho nên trong cái build này các bạn phải chuẩn bị sẵn Pizza hoặc Arcane Energy. Nếu các bạn muốn infuse chiêu khác vào thì nên chọn một chiêu có thể kéo quái như của Khora hoặc Nidus sẽ rất có tác dụng. Về Arcane thì có thể chọn phương án phòng thủ với Garden và Grace hoặc bú Dam cho Melee với Fury và Strike. Ở cái kiếm chúng ta sẽ bỏ Sacrificial Fresher thay bằng Conditional Overload và bắt đầu stack Element lên người quái để tăng Dam. Mèo Panzer cho Viral. Bản thân cây kiếm có hit cộng Coro, thêm một cây súng với 2-3 loại element khác. Bằng này là đủ đi Steel Path rồi. Round 2. Fight. Omae wa mou shinde iru. Nani? Con này thì tôi có mỗi một bộ thôi, nhưng mà màu thì có hai version. Đây là tông màu full trắng và detail màu vàng mà tôi hay gọi là SK Đại Đế. Còn đây là màu đen đỏ dành cho các bạn thích SG hay còn gọi là Excalibur. Và mấy bạn muốn hỏi tại sao tôi không up mắc danh cho mấy mod Umbra đúng không? Tại vì là khi tôi nhắt nó vào con Mira Hey, shut the fuck up, I'm doing me, and that's all. Got this beat on repeat in my brain and my heart. You don't know this, this type of life that I'm living. Every move that I make, I can snap any minute. So I forget about time and escape reality. All I need are these drums and mic and melody.